Nghe Lý Trân Trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, khi nói về vai trò của nhân dân đối với sự thịnh suy của dân nước, đã từng nói, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Trong bài thơ Quang Hải, Nguyễn Trãi đã suy tư về lẽ hương vong. Ông nói, thuyền bị lật mới tin rằng dân như nước. Dân nhìn lại đất nước Việt Nam từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã gần nửa thế kỷ, khi mà Cộng sản Hà Nội đã toàn trị trên dãy đất non sông hình chữ S, thì Cộng sản đã áp đặt một thể chế độc đảng độc tài, đã bắt bớ giam cầm những người dám cất tiếng nói đấu tranh cái nhân quyền, cái dân chủ. Cộng sản Việt Nam đã cướp đất cướp nhà của người dân, tạo ra đội ngũ dân quan khắp 63 tỉnh thành. Cộng sản Việt Nam cũng buôn dân làm lao nô xứ người mà lại xem là quốc sách. Cộng sản Việt Nam cũng quỳ lại Bắc phương dân dân. Dân thì nghèo đói, nhưng Cộng sản đã xây biết bao tượng đài để làm giàu cho cán bộ. Chưa kể là lợi dụng dịch bệnh để làm giàu. Dân với hiện tình đất nước Việt Nam như vậy, thì kính thưa quý vị, trong những tháng giữa năm 2024, thế giới chứng kiến sự nổi giận với việc biểu tình và đập bỏ tượng đài của người dân hai quốc gia Venezuela và Bangladesh. Câu hỏi đặt ra là bao giờ thì đến Việt Nam? Nhà văn Trần Trung Đạo có một bài viết với tựa đề Tình hình mới ở Venezuela và bài học về cái chết của những kẻ độc tài. Nghe Lữ xin gửi đến quý vị với nội dung như sau. Một căn bệnh không thuốc nào chữa khỏi mà những kẻ độc tài đều mắc phải, đó là bệnh quan tưởng quyền lực. Ngoại trừ một số kết già vì điều kiện cách mạng dân chủ tại quốc gia họ cai trị chưa chín mùi, một phần không nhỏ đã chết một cách thê thảm bằng những cực hình mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra khi còn nắm quyền sinh sát. Một hiện tượng đáng lưu ý khác là những kẻ độc tài thường chết trong tay của những người trước đó không lâu đã thề trung thành với họ. Ali Abdullah Saleh của Yemen là một trong những kẻ độc tài cai trị bằng bàn tay sắt suốt 33 năm, từ 1978 đến 2011. Gia đình bảy anh em của Saleh nắm giữ hầu hết các chức vụ quan trọng trong chính phủ Yemen. Các cấp thấp hơn thì được bố trí trong bà con dòng họ. Saleh giao cho con và rể điều hành bộ máy công quyền, chịu đựng áp lực do ảnh hưởng của phong trào cách mạng qua lại Bắc Phi 2011. Ali Abdullah Saleh bàn giao chức vụ tổng thống lại cho phó tổng thống là Abdul Masih Hadi. Ali Abdullah Saleh có tài sản kết xù ước lượng vào khoảng 22 cho đến 64 tỷ Mỹ Kim được gửi tại nhiều ngân hàng châu Âu. Và y có thể sống cuộc đời đế vương tại Saudi Arabia. Nhưng không, Saleh liên minh với phong trào Yemen Houthis võ trang với ý định tiếp tục cai trị Yemen. Ngày 4 tháng 12 2017, Ali Saleh bị chính những người Houthis mà y tin tưởng giết. Tháng 8 2011, khi Tripoli lọt vào tay quân cách mạng Libya, thì Muammar Gaddafi, thay vì trốn sang Chad hay Nigeria, đã rút về Sirte, quê hương của ông ta, để tìm cách tiếp tục chiến đấu. Coi đặt ra là Gaddafi gan lì và can đảm chăng? Không phải. Y không rời Libya vì tin tưởng rằng người dân Sirte được y ưu đãi trước đây vẫn còn yêu mến và sẽ bảo bọc che giấu y
để chờ cơ hội phục hồi quyền lực. Gaddafi đã lầm. Không ai che giấu bảo bọc Gaddafi. Ông ta phải trốn trong ống cống ở Sidi, nhưng bị lôi ra bắn và thân thể đẫm máu cho thấy đã bị đâm nhiều nhát dao. Saddam Hussein của Iraq thì bị xử treo cổ vào sáng ngày thứ Bảy, 30 tháng 12, 2006, vì tội chống lại nhân loại và tội giết 148 người Iraq Saadi tại Dujail vào năm 1982, sau khi một cuộc mưu sát nhắm vào Saddam Hussein thất bại. Trước đó, Tổng thống George Bush đòi hỏi Saddam Hussein và gia đình phải rời Iraq trong 48 giờ. Trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn một tháng, Saddam Hussein có nhiều cơ hội để trốn đi khi liên quân Mỹ và đồng minh tấn công Iraq. Nhưng Saddam Hussein không bỏ trốn vì y tin tưởng vào lòng trung thành của quân đội. Saddam Hussein lầm. Một quân đội từng được xếp vào hạng thứ tư trên thế giới với những sư đoàn vệ binh Cộng hòa, The Republican Guard, tinh nhuệ, đã chọn đầu hàng. Một cái chết gần gũi với giới cai trị cộng sản nhất là cái chết của Nicolae Ceausescu. Phần đông thế giới ngày nay đã biết khá chi tiết về cái chết của họ. Điều đáng nói là chính Ceausescu, trong buổi gặp gỡ Gorbachev chỉ 10 ngày trước đó, vẫn nghĩ là chế độ cộng sản tại Romania sẽ muôn năm trừng trị. Thế mà ngày 1 tháng 12 năm 1989, Nicolae Ceausescu đọc diễn văn trước hàng trăm ngàn người dân Romania. Họ là những người được cơ quan tuyên truyền huấn luyện là khi nào cần phải hoan hô và khi nào cần thì phải vỗ tay. Khi Ceausescu đọc diễn văn được khoảng 8 phút, một nhóm công nhân nhà máy điện bỗng la lớn: "Timișoara, Timișoara!" để phản đối sự kiện công an cộng sản đàn áp đẫm máu hàng ngàn người ở thành phố Timișoara. Những người dân được cho để tham dự cuộc biểu tình nhằm tái lập uy tín của Ceausescu cũng là những người đầu tiên khai tử chế độ. 4 ngày sau, thì vợ chồng Ceausescu bị xử bắn. Người muốn xử bắn Ceausescu nhanh chóng chính là tướng Victor Stanculescu, bộ trưởng quốc phòng đầy tin tưởng của Ceausescu. Quân gia độc tài Nicolas Maduro của Venezuela học thuộc những kết liễu thê thảm của Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Ali Abdullah Saleh, Nicolas Ceausescu và nhiều người khác. Học thuộc là một chuyện, nhưng chữa khỏi cái căn bệnh quan tưởng quyền lực đã ăn sâu trong xương tủy thì lại là một chuyện khác. Nicolas Maduro, 62 tuổi, người kế thừa quyền lực của nhà độc tài Hugo Chavez. Theo phóng sự điều tra, Nicolas Maduro là ai? Của báo Guardian phát hành 15 tháng 4 2013, Maduro hoạt động trong phong trào học sinh khuyên tả từ khi còn là học sinh, nhưng mà ông ta lại chưa học hết bậc trung học. Mặc dù ít học, Maduro từ một tài xế xe bus đã thăng tiến nhanh chóng nhờ sự nâng đỡ của nhà độc tài Hugo Chavez qua nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Tổng thống và cuối cùng là Tổng thống Venezuela. Suốt thời gian từ khi chiếm được quyền lực, Maduro đã cai trị bằng sắc lệnh, một hình thức độc tài do chính đảng xã hội chủ nghĩa đoàn kết của Venezuela, United Socialist Party of Venezuela, do ông ta lập ra trao quyền. Nicolas Maduro liên tục phải đối phó với hàng loạt những cuộc biểu tình chống đối từ người dân và kết án từ thế giới. Một lần nữa cuộc bầu cử vừa qua lại là một cuộc bầu cử gian lận. Theo bản tin của AP, loan hôm 30 tháng 7, 2004, ứng cử viên
Edmundo González tuyên bố là có bằng chứng số phiếu bầu cho ông ta nhiều gấp đôi số phiếu của Nicolas Maduro. Trên khắp Venezuela, các cuộc biểu tình đang nổ ra. Kính thưa quý vị, các quốc gia độc tài thường nương tựa vào nhau. Nga, Trung Cộng, Cuba, Iran, Syria, Việt Nam đứng về phía Nicolas Maduro. Theo bản tin, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela, đăng trên báo Nhân dân ngày 8 tháng 6 2024. Mới đây, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil Pinto, và trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức mời Nicolas Maduro thăm Việt Nam lần nữa. Với tội ác trầm trọng chống lại Venezuela trong suốt thời gian cầm quyền, bám lấy quyền lực bằng mọi giá là chọn lựa duy nhất của Maduro. Nhưng Maduro quên rằng mọi chế độ độc tài chống lại các quyền tự do căn bản của con người sớm hay muộn đều bị lật đổ. Cái chết của những kẻ độc tài để lại cho những ai còn đang cố bám lấy quyền lực một bài học, đó là tình đồng chí chỉ có giá trị khi chiếc ghế quyền lực còn vững chắc. Còn một khi chiếc ghế quyền lực lung lay, kẻ sử bắn không phải ai xa lạ, mà chính là những kẻ xưa nay đã thề thốt trung thành. Người giết Trần Trung Đạo. Thưa quý vị,